bà con nông dân, một số vùng nuôi tôm ở tỉnh ta đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nước, ao hồ dẫn đến dịch bệnh trong các vùng nuôi. Trước thực trạng đó, việc chuyển đổi sang nuôi các đối tượng thủy đặc sản như cá chẽm, cá bồng bớp, cá chim vây vàng trên ao nuôi tôm kém hiệu quả đang được một số hộ dân thực hiện nhằm đa dạng hóa các đối tượng nuôi, cải thiện môi trường ao hồ, từ đó hướng đến mục tiêu phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Chuyên mục Bàn của nhà nông tháng 9 năm 2014 xin giới thiệu đến quý vị và bà con nông dân hai mô hình nuôi thủy sản được thực hiện thời gian qua là mô hình nuôi cá bồng bớp tại xã Đại Trạch và mô hình nuôi cá chim vây vàng tại xã Hà Trạch, huyện Bố Trạch. Vùng nuôi trồng thủy sản của xã Hà Trạch chạy dọc theo sông Danh có diện tích gần 120 ha. Là vùng nuôi có diện tích lớn nhất của huyện Bố Trạch. Mặc dù là vùng nuôi tập trung có diện tích lớn, lại có hồ tự nhiên chảy qua giữa vùng nuôi từ hồ Hạ lên quả đồng phố và được điều hòa nước bởi hai cổng thông ra sông Danh. Nhưng do người dân chủ yếu nuôi thủy sản theo kiểu quảng canh nên sản lượng thu được thấp, hiệu quả kinh tế không tương xứng với tiềm năng. Nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản, tăng hiệu quả kinh tế và hạn chế dịch bệnh trên ao nuôi tôm kém hiệu quả, năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Bình đã thực hiện mô hình nuôi cá chim vây vàng tại hồ nuôi ở xã Hà Trạch, huyện Bố Trạch và phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Suốt hơn 4 tháng qua, tính từ khi thả cá sống, công việc hàng ngày của ông Lê Chiêu Bình, hộ thực hiện mô hình chuyển đổi ao nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi cá chim vây vàng là cho cá ăn, kiểm tra tình hình ao hồ và sự sinh trưởng của đàn cá. Ông Bình có đến 6 hồ nuôi với diện tích 2 hectare. Chủ yếu nuôi quảng canh các đối tượng như tôm sú, tôm thẻ, cua, cá rô phi đơn tính. Theo ông Bình, vùng nuôi này dù có diện tích lớn, nhưng do các chủ hồ không làm ao chứa lắng mà lấy nước và xả nước trực tiếp vào ao qua cổng sông, nên mấy năm đầu nước sạch, nuôi tôm cua còn có hiệu quả. Về sau, nguồn nước bị ô nhiễm nên thỉnh thoảng lại xuất hiện dịch bệnh tôm. Người nuôi lại đối mặt với rủi ro, bởi số vốn bỏ ra cho con tôm khá lớn. Vì vậy, khi có Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư thực hiện nuôi thử nghiệm cá chim vây vàng trên một ao nuôi tôm của gia đình, ông Bình đã hào hứng tham gia. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh, ông Bình bắt đầu thả hơn 3.000 con cá sống từ tháng 4 năm 2014. Quá trình nuôi cho thấy cá chim vây vàng dễ nuôi, tỷ lệ sống đạt gần 100%, thích nghi nhanh với môi trường. Giai đoạn đầu, cá sinh trưởng khá chậm so với các loài cá khác. Sau 4 tháng nuôi, trọng lượng mới đạt 70 đến 90 gram trên một con. Tuy nhiên, giai đoạn sau cá sẽ sinh trưởng nhanh hơn, có thể đạt yêu cầu là 450 đến 500 gram trên một con khi thu hoạch sau khoảng 8 tháng nuôi. Sau 4 tháng nuôi cá chim vây vàng thì là ông thấy là gọi là tình hình con cá chim vây vàng là gọi là từ khi thả cho đến khi đến lúc này thì gọi là sống bình thường, tỷ lệ sống là có ý là khả năng là đạt gần 100%. Nuôi cá chim vây vàng thì có ý là ăn uống bình thường, rồi khí hậu rồi là có ý là nước non cũng đảm bảo, khả năng đâu ra của chim vây vàng thì tốt, vì nói chung dân hiện nay họ cũng thích ăn cái cá chất lượng cao, mà nếu như mà con cá mà có ý đem ra thị trường mà có ý họ thấy phát hiện ra được là cái chất lượng cá cao thì họ sẽ là mua nhiều. Với giá thị trường khoảng 100.000 đồng trên 1 kg, nếu đạt mục tiêu thu hoạch đề ra, hồ nuôi của ông Bình dự kiến thu được 1,5 tấn, doanh thu 150 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 50 triệu đồng. Mặc dù không có lợi nhuận cao so với nuôi tôm, nhưng theo ông Bình, nuôi cá chim vây vàng bền vững hơn, do đây là đối tượng thủy đặc sản nên thị trường tiêu thụ tốt, lại dễ nuôi, ít dịch bệnh và cải thiện được môi trường ao nuôi. Trước đó, năm 2013, mô hình chuyển đổi từ ao cát nuôi tôm sang nuôi cá bồng bớp với quy mô 1.100 m² được Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư thực hiện tại Hồ Anh Hồ Long, tại vùng nuôi tôm xã Đại Trạch, đã được người dân đánh giá cao bởi tính bền vững của mô hình. Diện tích ao hồ này trước đây gia đình anh Hồ Long nuôi tôm thẻ chân trắng. Nhưng mấy năm trở lại đây, do tình hình dịch bệnh, môi trường nuôi ô nhiễm, hiệu quả nuôi tôm không như mong muốn, nên được chuyển sang nuôi một số đối tượng mới như cá chẽm, cá rìa.
khi được Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư khuyến khích nuôi thử nghiệm đối tượng mới là cá bồng bớp. Gia đình cũng mạnh dạn nuôi thử để từ đó tìm ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản trên vùng cát này. Sau khi tham gia tập huấn quy trình kỹ thuật nuôi cá bồng bớp, anh đã tiến hành cải tạo ao từ ao nuôi tôm trên cát thả giống từ ngày 24 tháng 5 năm 2013. Số lượng thả 24.000 con, mật độ 22 con trên 1 mét vuông, trọng lượng thả ban đầu 900 con trên 1 kg. Quá trình nuôi cho thấy cá bồng bớp thích nghi nhanh với môi trường nên sinh trưởng và phát triển tốt. Sau tháng nuôi thử nhất đạt trọng lượng 740 con trên 1 kg. Tháng thứ 3 đạt 500 con trên 1 kg, tháng thứ 4 đạt 250 con trên 1 kg. Sau 7 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng trung bình 40 đến 50 g trên 1 con, tức khoảng 25 con trên 1 kg. Tỷ lệ sống ước đạt trên 70%. Về hiệu quả kinh tế, sản lượng thu hoạch 800 đến 900 kg với giá thị trường 250.000 đồng 1 kg, trừ chi phí còn thu lãi trên 70 triệu đồng. Theo tôi nghĩ thì trong quá trình mình làm con cá bồng bớp á, thì ngay từ đầu tiên thì tôi làm thì không có ai hỗ trợ cả, nhưng sau đó thì được tỉnh nhà, đặc biệt là Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư có hỗ trợ về con giống và thức ăn. Thực tế mà nói thì nuôi cá bồng bớp thì hiệu quả rất chi là mỹ mãn, là bởi vì giá trị đặc thù đó, thì con cá này thì mang tính chất xuất khẩu đó, mà xuất khẩu thì nó giá trị nó rất chi là ổn định, mà phần nữa đầu ra nó rất chi là cần thiết. Nó không giống những cái loài khác mình phải gọi nó gọi kia, nhưng mà họ săn đón mình đó, họ làm sao để nó lấy được nguồn hàng, mà từ cái chỗ đó bắt buộc là tôi phải đồng não là nuôi cho bằng được. Ở vùng xã Hà Trạch đây là có cái vùng đất nuôi tôm là kém hiệu quả, bởi vì là do người dân sống làm tự phát nên cái nguồn nước bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến tôm bị dịch bệnh. Và năm 2023 là Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã đưa con cá bồng bớp vào nuôi thử nghiệm ở xã Đại Trạch, và qua ngày tổng kết là các hộ dân đã được hưởng ứng. Và năm 2014 là Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã đưa thử nghiệm con cá chim vây vàng vào nuôi ở xã Hà Trạch, đưa các đối tượng mới như cá bồng bớp và cá chim vây vàng vào các những vùng ao tôm nuôi kém hiệu quả, là để làm cho kinh tế của bà con là phát triển bền vững, và làm cho thay đổi các hộ dân là để theo đuổi các đối tượng nuôi mới. Mặc dù là các đối tượng nuôi mới, nhưng các mô hình chuyển đổi từ ao nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi cá bồng bớp, cá chim vây vàng đang được người nuôi đánh giá cao. Việc chuyển đổi sang các đối tượng nuôi mới này không chỉ góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, giúp bà con phát triển kinh tế, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển nghề nuôi thủy sản theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển đổi sang các đối tượng thủy sản khác trên ao nuôi tôm kém hiệu quả là một trong những giải pháp cải thiện môi trường ao nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Hiện nay, đã có nhiều đối tượng được áp dụng nuôi thành công trên địa bàn tỉnh ta như cá bồng bớp, cá chim vây vàng, cá chẽm, cá dìa. Mục Nhà nông cần biết hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chim vây vàng theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh. Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chim vây vàng. 1. Chuẩn bị hệ thống ao nuôi. Chọn địa điểm. Ao nuôi có vị trí thuận tiện, nằm ở vùng cao triều, không bị ngập do lũ lụt. Chất đất. Cát bùn. Bùn cát pha xét, giữ được nước ao, hoặc nuôi ở ao có lọt bạt. Nguồn nước và chất lượng nước cung cấp cho ao quanh năm, không bị ô nhiễm bởi các chất thải. Yêu cầu chỉ số kỹ thuật một số yếu tố môi trường thích hợp trong ao nuôi. Nhiệt độ 26 đến 32 độ C, độ mặn 15 đến 32, oxy hòa tan lớn hơn 4 mg trên 1 lít, pH nước 7,5 đến 8,5. 2. Cải tạo ao. Tháo can nước ao, nạo vét bớt bùn đáy, cải xới lớp đất đáy ao sâu xuống 5 đến 10 cm. Bón vôi khử trùng với lượng 5 đến 7 kg trên 100 m2,
Ao chua phèn có thể dùng 7 đến 10 kg trên 100 mét vuông. Phơi đáy ao từ 1 đến 2 tuần tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Đáy phải được phơi khô ở dạng nứt chân chim. Tuy nhiên, đối với ao bì chua phèn không nên phơi ao. Nước được cấp vào ao nuôi qua cống hoặc máy bơm. Nước cấp phải được lọc qua lưới lọc để ngăn sinh vật lạ vào ao. Cấp đủ lượng nước trong ao từ 1,5 đến 2 mét. Tiến hành gây màu nước và kiểm tra các yếu tố môi trường ao nuôi như nhiệt độ, oxy hòa tan, độ mặn, độ pH trước khi thả giống. 3. Chọn và thả giống. Chọn giống. Giống được mua ở cơ sở sản xuất có uy tín, kích cỡ đồng đều, khỏe mạnh, không dị hình dị tật, không có dấu hiệu bệnh lý, bơi lội nhanh nhẹn, màu sắc tươi sáng. Thả giống. Trước khi thả, cần tắm cho cá bằng nước ngọt từ 10 đến 15 phút. Trong quá trình tắm cho cá, cần theo dõi hoạt động của cá để điều chỉnh kịp thời hoặc cung cấp sục khí để cá không bị thiếu oxy. Mật độ thả 1 đến 2 con trên 1 mét vuông, nên thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Mùa vụ thả cá tháng 3, tháng 4 dương lịch hàng năm. 4. Thức ăn và cách cho ăn. Thức ăn, cá chim vây vàng có thể sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên nổi hàm lượng đạm 35-45%. Hoặc thức ăn tươi gồm các loại như cá tạp, tôm tẹp xay nhỏ. Cách cho ăn. Cho cá ăn ngày 2 lần, sáng 7 đến 8 giờ, chiều 17 đến 18 giờ. Khẩu phần thức ăn thời gian đầu từ 4 đến 6% so với trọng lượng thân. Thời gian sau, lượng thức ăn giảm dần. Ngoài ra, tùy vào kích cỡ cá để điều chỉnh thức ăn cho phù hợp. Thức ăn được bảo quản khô ráo, không bị ẩm mốc, ươn thối. Cho cá ăn một số điểm nhất định nên cần làm khung bằng nhựa hoặc tre để giữ thức ăn. Cho cá ăn đúng giờ để tạo phản xạ cho cá mỗi khi cho ăn. Khi cho cá ăn, cần dựa vào tình hình thời tiết và quan sát kỹ khả năng bắt mồi của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, tránh dư thừa, làm ô nhiễm môi trường ao hoặc thiếu thức ăn, làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cá. 5. Chăm sóc quản lý. Thường xuyên theo dõi chất lượng nước trong ao để tiến hành thay nước. Định kỳ thay nước 1 đến 2 lần trên một tháng, mỗi lần thay từ 20 đến 30% lượng nước ao nuôi. Hằng ngày theo dõi hoạt động của cá, khả năng bắt mồi để phát hiện kịp thời triệu chứng bất thường để xử lý. Định kỳ sử dụng vitamin C trộn vào thức ăn của cá với lượng 2g trên 1kg thức ăn liên tục 5 đến 7 ngày. Để hạn chế bệnh cho cá, bà con cần bảo quản thức ăn trong nhà kho, ở nơi khô và thoáng, tránh mưa gió. 6. Thu hoạch. Thời gian nuôi sau 8 đến 12 tháng có thể thu hoạch cá với cỡ thương phẩm từ 500 đến 700g trên một con. Cá chim vây vàng là loài dễ thu hoạch. Trước khi thu hoạch không nên cho cá ăn một ngày. Có thể dùng lưới kéo bớt cá, sau đó tháo cạn nước để thu toàn bộ. Lưu ý, cá chim vây vàng là loài vận động mạnh, ngưỡng oxy cao, do đó cần lưu ý việc đảm bảo hàm lượng oxy trong việc lưu nhốt cá thu hoạch. Mục Nhà Nông Cần Biết cũng đã khép lại chuyên mục Bàn của Nhà Nông kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.